IBC trong chương trình Dòng Chính do Thu Hà và chị Tuệ Anh phụ trách. Và trước nhất, Thu Hà xin kính chúc quý khán giả và gia đình một ngày thật an lành và thật hạnh phúc. Trong phòng thu hình tuần này, chúng tôi có mời một vài vị khách, nhưng mà có những vị khách rất là đặc biệt, kính thưa quý khán giả. Và những vị khách này đến từ trường Dual Language, tức là trường song ngữ hay là song ngữ hội nhập từ trường The Mill. Mà trong vài tuần qua, Thu Hà cũng đã mời những từ cô hiệu trưởng cho tới thầy, các cô giáo của trường The Mill đến để mời gửi đến quý khán giả và đồng hương như thế nào gọi là chương trình song ngữ. Nhưng mà đặc biệt tuần này sẽ là những em học sinh đã và đang học theo cái chương trình song ngữ này. Thì trước nhất là Thu Hà xin cảm ơn. Trước nhất là cô Kelly. Yeah. Xin chào cô, xin mời cô có thể gửi lời chào khán giả. Kính chào quý vị, cảm ơn chị Thu Hà. Mình tên là Kelly, mình là phụ huynh của em Nolan. Mình có hai bé đang học trường The Mill. Thứ nhất là Nolan Trần và thứ hai là Benji Trần. Dạ vâng. Hôm nay thì không những chỉ có hai em học sinh, nhưng mà có thêm một vị phụ huynh nữa. Cô Thu Hà xin gửi chào, xin chào Nolan. Dạ, xin chào cô. Dạ, con có thể gửi lời chào khán giả được không? Dạ, chưa cô, con tên là Nolan Hoàng Ân Trần. Con học lớp 3. Dạ, con 9 tuổi và con học trường The Mill. Dạ vâng. Rồi, còn con, Lauren đúng không? Tên con Lauren. Con có thể cho khán giả biết con học lớp mấy và mấy tuổi ở trường The Mill? Dạ, con chào cô. Dạ, con kính chào khán giả, con tên là Lauren, con lớp 3, con 9 tuổi và con học ở trường tiểu học The Mill. Vậy Nolan, vậy là Nolan với Lauren là học cùng lớp không? Hai bạn là bạn học cùng lớp không? Are you in same class, third grade? Dạ thưa cô, dạ, có. Có. Bây giờ cô hỏi cô Lauren trước nhé. Lauren học ở The Mill hồi năm nào? Con mới học năm nay hay là con đã học nhiều năm rồi? Dạ thưa cô, con học từ lớp mẫu giáo lên hay là con học từ lớp mấy lên? Dạ thưa lớp cô, con học lớp mẫu giáo từ lớp 3. Tức là học từ lớp mẫu giáo lên lớp 3 đúng không? Dạ thưa cô. Wow, vậy có nghĩa là mấy năm rồi? Nếu mà làm toán, mình được mấy năm? Tính nhẩm coi. Ba. Gần 4 năm rồi đúng không? Dạ. Mẫu giáo lớp 1, lớp 2, bây giờ lớp 3 là gần 4 năm. Còn Nolan sao? Dạ thưa cô, dạ thưa quý vị, con học ở trường The Mill 5 năm rồi. Tới 5 năm lần hả? Dạ cô. Vậy là con học trước lớp mẫu giáo là lớp gì con? Nhà trẻ. Kindergarten, trước kindergarten là gì? Dạ thưa cô, con đi thi kỳ trước. Đi cháu học bắt đầu từ transitional kindergarten. Tức là học học từ lớp mầm. Dạ đúng rồi. Chuyển từ lớp mầm lên mẫu giáo. Dạ. Rồi bắt đầu mới bởi vậy mới gọi là 5 năm. Dạ đúng rồi, tại vì hình như là sau 6 tuổi hay là 7 tuổi tháng 9 á, bé sinh ngay sau cái ngày cut off mấy ngày cho nên là Nolan phải học TK. Học thêm. Dạ đúng rồi. Extra một lớp nữa. Dạ. Dạ vâng. Bây giờ cho cô hỏi, bây giờ một trong Nolan hay Lauren có thể trả lời câu này nha. Là con cảm thấy thế nào khi mà con học suốt trong cái trường song ngữ này từ mẫu giáo lên cho tới lớp 3? How do you feel? Dạ thưa cô, con rất vui. Cô rất vui hả? Dạ. Cô rất vui là tại sao? Tại sao cô rất vui? Tại vì con học tiếng Việt. Vì con có thể nói chuyện với ông bà khi con dịp về Việt Nam. Con có thể nói chuyện với mọi người. Giống như bây giờ con đang nói chuyện tiếng Việt với cô đó, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rất hay. Còn Nolan sao? Dạ, thưa cô. Con rất vui khi con học trường The Mill. Tại vì con có thể tập nói tiếng Việt và con được
nói tiếng Việt với ba mẹ. Bây giờ cho cô hỏi một cái nha, ngoài cái nói tiếng Việt, con biết tiếng Việt không? Dạ thưa cô, con nói tiếng Việt. Con có viết được tiếng Việt không? Dạ thưa cô, con được. À, tức là bây giờ con nói cái gì là con viết xuống được cái đó đúng không? Dạ. Vậy gọi là song ngữ đó, đúng không? That's dạ. Bilingual. Còn nói lên sớm. Dạ thưa cô, con được. Dạ. Kính thưa quý vị, có lẽ là các em cũng còn hơi hơi hồi hộp khi mà lời trước màn ảnh, trước ống kính. Nhưng mà kính thưa quý vị, sau hậu trường sân khấu, kính thưa quý vị, các em nói tiếng Việt rất là trôi chảy và rất là không bị khớp. Nhưng mà có một điều là Thu Hà phải nói là mỗi câu trả lời, kính thưa quý vị, có một mỗi câu trả lời các em đều dùng chữ thưa cô. Thưa cô này, thưa cô, dạ thưa cô. Đó là một cái điều rất là hay khi mà các em có học trong cái trường song ngữ và không những biết đọc, biết viết nhưng mà biết trả lời lễ phép theo, phải nói là theo truyền thống của người Việt Nam của chúng ta, đó là dạ thưa. Thì đây là cái điều là niềm hãnh diện của bố mẹ, phải không chị Kelly? Dạ đúng rồi thưa cô. Ở đây các bé không chỉ là học biết viết, biết nói tiếng Việt mà mình còn được học cái văn hóa và học được cái sự lễ phép. Thì cái đó là một cái điều mà đối với em rất cảm thấy rất là vui. Dạ. Hồi nãy hai bé, nói là hai bé 9 tuổi ha. Dạ. Thì bây giờ cô chúng chia sẻ nha. Lúc mà cô mới qua Mỹ cô cũng hơi 9 tuổi. Nhưng mà lúc đó không có các trường học, không có cái chương trình song ngữ mà có những chương trình ESL, tức là dành cho những người mà yếu tiếng Anh phải đi học tiếng Anh. Thì lúc đó phải nói là chỉ muốn học tiếng Việt là chỉ là ngồi ở nhà, bố mẹ biết bao nhiêu thì kèm mình bấy nhiêu thôi. Nhưng mà khi mà thấy sau này thời gian gần đây một cái phong trào, mình còn là có phong trào nở rộ về song ngữ thì rất là hãnh diện, đặc biệt là tại mainstream. Thì bây giờ mấy con khi mà mấy con đi học trường Demure đó và mấy con chơi với bạn ở trong lớp đó, thì con có thể chia sẻ với khán giả là con chơi với mấy bạn là con nói tiếng nào, tiếng Việt, tiếng Anh hay là tiếng Việt Rich? Dạ thưa cô, khi mà con chơi với bạn con nói tiếng Việt hay và tiếng Anh. Nói tiếng Việt và tiếng Anh. Còn Nolan thì sao? Dạ thưa cô, khi con chơi với bạn con nói tiếng Anh. Con nói tiếng Anh hả? Tại sao mà con nói tiếng Anh mà không phải nói tiếng Việt? Tại vì nhiều bạn của con biết nói tiếng Anh. Rất đúng. Đây là một cái điều rất là cũng rất là đúng. Vậy thì trong lớp của con á có nhiều bạn Việt Nam không để học tiếng Việt không? Dạ. Chương trình song ngữ đó có nhiều bạn Việt Nam hay là có những bạn ngoại quốc khác? Dạ có nhiều người tiếng Việt. Dạ, cho có nhiều người Việt Nam học tiếng Việt. Vậy thì bây giờ cho cô hỏi nhé, con học toán ở trường Demure đúng không? Có dạ. Có học luôn tiếng Việt không? Dạ thưa dạ, cô. Có. Có hả? Dạ. Vậy thì cái toán, nếu mà làm toán một bài toán thì lúc mà con làm bằng tiếng Việt rồi trả lời cũng bằng tiếng Việt luôn. Dạ thưa cô được. Vậy thì bây giờ cho cô hỏi nha, còn viết văn thì sao? Dạ thưa cô, con viết con viết văn tiếng Việt phải hay là con viết văn tiếng Anh? Dạ thưa cô, con viết văn tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếng Anh và tiếng Việt. Rồi bây giờ cô hỏi một câu nữa, nãy giờ là hỏi nhiều hơn đây, tại vì cô cũng muốn đi học nữa đó. Trong khi mà con học ở trong lớp trường song ngữ Demure, con học toán cũng bằng tiếng Việt, con học viết văn cũng có bằng tiếng Việt. Vậy thì có học về nhạc không, music, học hát không? Thưa cô, dạ có. Mình học nhạc và học nhạc thì con học bài hát gì nè? Bài mình học bài hát nhưng học khi Việt Nam và nhiều bài khác nữa. Rồi Nolan học bài hát tiếng Việt thì Nolan thích bài nào nhất? Con nhớ bài nào không? Dạ thưa cô,
con nhớ một vòng Việt Nam. Bài hát một một. Dạ, đó là một cái bài hát mà các bé lớp 3 đang học. Nó tên là Một Vòng Việt Nam. Một Vòng Việt Nam. Có lẽ là chúng ta sẽ có phần 2. Có lẽ chúng ta sẽ có một phần dành cho các em trổ tài hát. Con có chịu không? Dạ. Dạ vâng. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.